Tôi là Gambrinus, một kẻ học việc bình thường. Tôi luôn tin rằng, tuy không phải ai cũng có thể trở nên xuất chúng, nhưng một người xuất chúng có thể đến từ bất cứ đâu, miễn là luôn sục sôi ý chí. Tôi không xuất thân trong hoàng tộc, nhưng tôi được tôn làm vua. Ngày tôi tạo ra một loại bia huyền thoại. Niêm dấu này là niêm dấu của chất lượng và ý chí. Và ý chí đó sống mãi với Gambrinus Superior, một kiệt tác từ các bậc thầy ủ bi tiệp với 100% đại mạch tiệp. Gambrinus, sức mạnh ý chí.